Ok, xin chào các bạn. Hôm nay Levi Music sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thay dây đàn. Ở đây mình đang có một cái cây đàn, dây đã bị xét rồi. Khi nào thì các bạn sẽ thay dây? Đó là khi các bạn thấy những cái dây đàn nó đổi màu, tức là dây đã bị xét. Thì khi mà dây bị xét như vậy, nó ảnh hưởng rất là nhiều tới âm thanh. Cái phần đồng ở bên ngoài của dây thì nó đã ảnh hưởng rồi. Và thường người ta khoảng một tháng thì thay một bộ dây. Nếu không có điều kiện thì khi nào các bạn thấy cái dây đồng đổi màu thì chúng ta mua một bộ dây mới để chúng ta thay. Và thường dây càng xịn thì cái độ xét càng lâu. Đó, rất là lâu bị xét. Còn dây thường thì nó rất là nhanh xét và ảnh hưởng tới âm thanh của dây. Đó, thì cái bộ này đã bị xét. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để thay dây đàn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái dụng cụ như thế này. Đây là một cái dụng cụ để tăng dây đàn cho nhanh, và nó cũng sử dụng để thay dây luôn. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để thay dây mà bảo quản lại bộ dây cũ, tức là giữ lại bộ dây cũ nếu như mà muốn tái sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ đưa vào đây để chúng ta mở ngược kim đồng hồ. Mở ngược kim đồng hồ, đó, quay hết sức luôn. Đó, quay thoải mái, ngược kim đồng hồ nha các bạn. Ngược kim đồng hồ quay nhiều lên cho đến khi chúng ta thấy dây lỏng ra. Đó, và chúng ta mở ra ở đầu dây này rất là dễ dàng. Đó, mở ra. Đó, thấy chưa? Đó, đã mở ra dây thứ nhất. Tiếp theo chúng ta lại tiếp tục quay ngược kim đồng hồ nữa. Đó, quay nhiều lên, hết sức luôn. Đó, quay thoải mái. Quay ngược kim đồng hồ, dây tức là dây trùng. Còn nếu mà quay theo kim đồng hồ thì sẽ đứt dây đó các bạn. Đó ha. Rồi, khi chúng ta thấy dây giãn ra thì chúng ta mở ở đây, rút ra. Đó, rất dễ dàng. Tiếp theo. Đó, các bạn thấy không? Nghe cái âm thanh nó trùng dần, nó thấp dần, thấp dần, thấp dần, thấp dần. Quay mạnh lên liên tục luôn, rất là khỏe, rất là thoải mái ha. Rồi, các bạn thấy dây lỏng ở đây rồi. Hả? Chúng ta rút ra, rất đơn giản. Tiếp theo. Dây này thì theo kim đồng hồ chúng ta bằng dây số 4 theo kim đồng hồ cùng chiều với kim đồng hồ, tức là mở ra cho dây lỏng ra, quay hết sức luôn ha. Rồi, dây lỏng ra rồi, chúng ta tháo ra rất là dễ dàng ha. Rồi, tiếp theo dây số 5 theo chiều kim đồng hồ quay liên tục. Và chúng ta mở ra. Xong, dây số 5. Tiếp theo dây số 6. Ngược kim đồng hồ, theo chiều kim đồng hồ chứ. Theo chiều kim đồng hồ quay liên tục. Đó. Ở đây thì chúng ta, nó bị rớt cái ngựa ra, cứ giữ trên tay không sao cả. Ngựa này chúng ta có thể dán cố định hoặc chúng ta để lỏng cũng được, không sao, không cần thiết ha. Rồi, xong. Rồi, mình tạm thời để cái ngựa ở đây ha. Ngựa trên ở đây. Rồi, sau khi chúng ta tháo ở đầu khóa đàn xong rồi, chúng ta sẽ tháo ở đây. Các bạn nên nhìn ở đây ha. Bây giờ chúng ta dùng cái đầu của cái tai quay này. Tai quay này có bán tại levimusic.vn ha, rất là rẻ, chỉ có 20.000. Chúng ta ở đây có một cái cạnh này, có một cái ngàm ở đây, các bạn thấy không? Đó. Và chúng ta đưa cái ngàm này vào trong cái chốt và chúng ta nạy lên. Nạy. Đó, chúng ta lấy ra được chốt thứ nhất. Lấy dây đàn ra, giục. Đó, lát chúng ta quấn lại nếu mà chúng ta muốn tái sử dụng. Hai, đúng không? Rồi, rất dễ dàng. Ba, bốn, năm, sáu, lấy trên bộ dây mỹ. Rồi, thấy không? Đó, chúng ta có 6 chốt và chúng ta rút dây ra. Đó, rút ra. Rút ra. Đó, rất đơn giản. Rồi, thế là chúng ta đã xong cái phần lấy dây. Sau khi chúng ta lấy dây xong, chúng ta có thể vệ sinh, dùng khăn lau những cái góc, những cái chỗ mà thường chúng ta không lau được. Đó, khi dính dây chúng ta không có lau được ha, vệ sinh thùng đàn. Vệ sinh những cái cạnh này cho sạch sẽ. Đó, vệ sinh ha. Chúng ta dùng khăn, chúng ta lau sạch sẽ ở đây ha.
các cái chốt này chúng ta có thể vặn sơ lại. Đó, vặn sơ lại. Rồi, sau khi vệ sinh sạch sẽ xong, chúng ta sẽ bắt đầu tiến trình thứ hai, đó là chúng ta thay dây đàn. Ha, đây, bộ dây Dario của Mỹ, các bạn nhớ nha, dây chính hãng của Mỹ. Chúng ta nhớ xem cái số series của nó, tại vì đang trên thị trường có một số dòng dây này nhưng mà dây giả, không phải dây Mỹ. Nhưng mà levymusic.vn là bán dây thật của Mỹ, chính xác ha, không phải dây giả. Chúng ta khui ra, bộ dây này là dây xịn, tương đối xịn ha, chỉ thua dây Elixir thôi. Tháo bọc ra. Rồi, ở đây tổng cộng 6 dây đàn. Đó ha, chúng ta cứ tháo lần lượt ra những cái dây nhỏ trước. Chúng ta bỏ dây nhỏ vào trước nha các bạn. Rồi, dây Mỹ thì rất là tốt và rất là khó rét. Và chúng ta lại cầm những cái chốt. Chúng ta sẽ thay lần lượt từ dây nhỏ cho đến dây lớn nha các bạn, hoặc là từ dây lớn dây nhỏ tùy các bạn. Rồi, chúng ta đưa cái chốt lớn này ở trên cái sợi dây, nó có mỗi cái chốt này ha, chúng ta đưa vào trong cái dây lỗ thứ nhất ở dưới này. Rồi, sau đó chúng ta dùng cái chốt này chúng ta nhét vào. Rồi, chúng ta rỉ lên một chút xíu, chúng ta cảm thấy có độ cứng là ok. Rồi, sau đó chúng ta kéo lên đây ha. Rồi, bây giờ chúng ta dùng tuner, chúng ta nhấn nhẹ vào đây và chúng ta chọn chữ G cho guitar kẹp vào đầu đàn và đọc. Chúng ta lên từ dây 1 cho đến dây 6. Dây số 1 đang vị trí nốt C, dây 2 là không được, chúng ta vặn lên. Rồi, dây Re chưa được, phải lên dây Mi mới được. Rồi, nó đã hiện lên dây Mi rồi, chúng ta vặn thêm chút xíu nữa. Rồi, cây kim đang nhích dần vào giữa, chuẩn bị lên màu xanh. Ok, màu xanh, xong. Là dây số 1, Mi. Tiếp theo dây số 2, dây 2 hơi cao, hạ xuống chút. Rồi, màu xanh, ok. Tiếp theo dây số 3. Rồi, màu xanh, dây số 3 là xong. Dây số 4, Re, tăng lên. Sắp rồi, ok, ngon lắm. Tiếp theo, dây La, xíu nữa xong. Rồi, dây Mi, hơi cao, hạ xuống chút. Rồi, sau khi chúng ta đã tăng lên như vậy, chúng ta đánh thật nhiều. Đánh để chi? Để dây nó giãn ra, tại vì dây mới nó phải cần có độ giãn. Đánh mạnh tay, nhưng mà đừng để đứt dây đàn nha. Đứt dây đàn còn mua bờ mới ha. Đỡ đứt dây đàn, cứ ghé ra Levy Music mua ha. Rồi, tiếp tục lên lần nữa. Đó, các bạn thấy không? Dây giãn và hạ, dây nó bị tụt. Chúng ta phải đánh thường xuyên thì dây mới ổn định được. Nhớ là chuẩn bị đi xô thì nên dây thay dây trước đó và lên liên tục nha các bạn. Đánh liên tục cho dây nó giãn ra, cho nó khỏi bị hỏng. Rồi, và bây giờ công đoạn tiếp theo đó là bấm dây đàn. Sau khi chúng ta bật cái dây đàn qua một bên chút xíu ha, thì chúng ta tiến hành bấm dây. Đó, bấm dây sát vô chút xíu ha, và đừng sát quá, nhớ là đừng có đụng những cái dây khác nha, đụng dây khác là đứt á. Rồi, bấm dây đàn, dùng kèm bấm nha các bạn. Rồi, sau khi bấm dây đàn chúng ta cũng bẻ ngoặt dây chút xíu ha, cho nó đừng có lên trên, như vậy nó sẽ hư dây, nó hư cái bao đàn và nó dễ bị dính đâm vào tay của mình. Rồi, và công đoạn cuối cùng là lên dây lần cuối cùng. Sau khi bấm dây thì dây hay bị tụt ha, vì bị lệch dây, chúng ta lại lên dây nữa. Cứ đánh mạnh tay ha. Ok, tăng lên. Rồi, tiếp theo, tăng lên chút. Mi, hơi yếu dây, tụt dây các bạn thấy không? Rồi, xong. Và chúng ta thử. À, chúng ta thấy em. Ok, ngon lành. Rồi, lại tiếp tục đánh mạnh. Rồi, lại lên dây lần nữa. Ok, xong. Đó, chúng ta đã xong cái quá trình thay dây đàn. Chúc các bạn thay dây đàn thành công nhé.
Bye bye và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.